Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến. Trong chương trình thời sự hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây. Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị báo cáo thông tin thời sự tháng 12 năm 2019. Đảng ủy quân sự thành phố Châu Đốc thực hiện tốt công tác năm 2019. Hội cựu chiến binh thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội năm 2019. Phóng sự chấp hành biển báo và đèn tín hiệu giao thông sao cho đúng. Sau phần tin có bài phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 3 tháng 12 năm 2019, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị báo cáo thông tin thời sự tháng 12 năm 2019. Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang địa phương thành phố đã được nghe thông tin tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong tháng 11 năm 2019, chuyên đề thành tựu 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua đó nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự nhất trí cao về một số vấn đề về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những sự kiện chính trị nổi bật trong tháng. Định hướng một số nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cơ quan đơn vị, đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong tiếp cận thông tin, không để mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xác định tốt chức trách, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019, Đảng ủy quân sự thành phố Châu Đốc đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết trung ương, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của trung ương và của cấp ủy cấp trên đến các cấp ủy chi bộ và từng cán bộ đảng viên, nâng cao nhận thức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, phúc tra, nắm chắc về số lượng, chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, xếp nguồn dự bị động viên đạt 99,87% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên đạt 16,18%, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,24%, tỷ lệ đảng viên đạt 22,03%, chi bộ quân sự cấp xã phường đều có chi quỹ đạt 100%. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm lãnh đạo thực hiện khá tốt. Đến nay đã kết nạp được 9 trên 11 đồng chí, đạt 81,82%. Công tác tuyển quân có nhiều đổi mới. Dưới sự quyết tâm và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, năm 2019, thành phố Châu Đốc tiếp tục hoàn thành 100%, chỉ tiêu chất lượng ngày càng nâng lên. Có sự đột phá trong tuyển thanh niên là đảng viên và thanh niên trúng tuyển có trình độ đại học cao đẳng nhập ngũ. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày cao điểm lễ Tết, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong tổ chức giao lưu hữu nghị kinh tế biên giới Việt Nam-Campuchia. Phối hợp với công an, bộ đội biên phòng tiến hành tốt công tác tuần tra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các cao điểm được 1.350 cuộc, có 5.385 lượt đồng chí tham gia. Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tăng cường công tác giáo dục phổ biến pháp luật được 10 cuộc, có 938 lượt đồng chí tham dự. Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho lực lượng dân quân phường xã được 2 đợt, có 135 đồng chí tham dự. Bên cạnh đó, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng đối tượng, trợ cấp khó khăn đột xuất 10 trường hợp. Đặc biệt trong năm 2019, Đảng ủy quân sự thành phố đã có cách làm hay về vận động xã hội hóa, hỗ trợ sửa chữa cất nhà cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có khó khăn về nhà ở, tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 62/49 của Chính phủ cho 60 hồ sơ với tổng số tiền trên 183 triệu đồng. Năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì tốt các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân, thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm chỉ tiêu chất lượng và phối hợp làm tốt công tác bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trong năm 2019, Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc đã thực hiện được 22 mô hình dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng xã phường và đơn vị mình đạt kết quả tốt. Trong đó có các mô hình thực hiện trên các lĩnh vực gồm
kinh tế 7 mô hình, văn hóa xã hội 12 mô hình, quốc phòng an ninh 3 mô hình. Bên cạnh đó, hội đã kịp thời triển khai tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được 217 cuộc, có trên 10.000 lượt cán bộ hội viên tham dự. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, được 55 cuộc, có 3.217 lượt người tham dự. Đồng thời, hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo củng cố và tăng cường đoàn kết trong nội bộ hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cơ sở hội phường xã tham gia cùng với chính quyền và các ngành đoàn thể cung cấp thực hiện đối thoại hòa giải ở cộng đồng dân cư 96 vụ về mâu thuẫn nội bộ, khiếu kiện trong dân và hòa giải thành 91 vụ, đạt tỷ lệ 94,80%, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn dân cư. Các cấp hội thường xuyên củng cố nâng chất, hiệu quả hoạt động của các tổ nắm tin và lực lượng nòng cốt trong hội nhằm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hiện toàn hội có 9 tổ nắm tin, 49 hội viên cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Trong năm đã cung cấp 90 tin có giá trị về lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến 210 đối tượng cho các ngành chức năng ở địa phương xử lý. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tiếp tục động viên cán bộ hội viên cựu chiến binh trong toàn hội giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết giúp đỡ nhau, giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp, nâng cao hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các cuộc vận động ở địa phương do Mặt trận Tổ quốc phát động, tích cực góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng tổ chức hội phát triển trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động hướng về cơ sở. Trong năm 2019, Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc không chỉ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mà Hội Cựu chiến binh thành phố còn luôn nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các hội viên. Hội đã thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và phong trào thi đua ba giúp, giúp vốn, giúp kỹ thuật, giúp việc làm ở các tổ chức hội được duy trì thực hiện. Từ các phong trào này, hội đã vận động hội viên góp vốn nội bộ giúp cho 65 lượt hội viên dài với tổng số tiền trên 150 triệu đồng để làm kinh tế theo hình thức xoay vòng không tính lãi. Phối hợp tổ chức 12 lớp dạy nghề cho 105 lượt người học là hội viên và con em hội viên, tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt cho 234 lượt người dự là hội viên, giới thiệu việc làm cho 177 hội viên và con em hội viên. Bên cạnh đó, hội đã cất mới 9 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí 390 triệu đồng từ nguồn của thành ủy và ủy ban mặt trận thành phố, sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ và hội viên đóng góp giúp đỡ. Cùng với chăm lo đời sống cho hội viên, các hoạt động tình nghĩa ở các cấp hội cũng được thực hiện tốt như thăm tặng 700 phần quà trị giá trên 110 triệu đồng cho hội viên vui xuân đón Tết, thăm hỏi hội viên ốm đau, giếng hội viên từ trần với tổng số tiền trên 33 triệu đồng, vận động mua 20 thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện và 1.000 ký gạo hỗ trợ cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mua tặng trên 1.000 tập vở học sinh tặng cho con em hội viên nhân dịp khai giảng năm học mới. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Hội Cựu chiến binh phường Núi Sam tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 6 tháng 12 năm 1989, 6 tháng 12 năm 2019. Hội Cựu chiến binh phường Núi Sam hiện có 179 hội viên sinh hoạt tại 10 tổ chức hội cơ sở. Năm 2019, Hội Cựu chiến binh phường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt cho đời sống hội viên, xây dựng hội vững mạnh. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh phường tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua của tổ chức hội, qua đó khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Hội Cựu chiến binh trong xã hội, tạo sự thống nhất cao trong toàn hội viên.
Theo số liệu của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2019, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 369 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, phường Núi Sam là địa phương có số ca mắc cao nhất 85 ca, kế đến là phường Châu Phú B 75 ca. Để góp phần phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, ngăn chặn không cho phát triển thành dịch, thì việc nâng cao ý thức của mỗi người là điều cần thiết. Bên cạnh đó, trạm y tế các phường xã đã triển khai xuống tận địa bàn dân cư, tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động diệt lăng quăng bọ gậy, không để nước tụ động là nơi ẩn trú của muỗi vằn gây sốt xuất huyết. Khi dịch bệnh xảy ra, trạm y tế, các cộng tác viên, đoàn viên thanh niên và các khóm ấp đã phối hợp bao vây, khoanh vùng, phun thuốc diệt muỗi, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với trạm y tế các phường xã, chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, chỉ đạo cộng tác viên y tế thường xuyên đến tận nhà dân để tuyên truyền, nâng cao ý thức và hướng dẫn người dân cách loại trừ nơi sinh sản của muỗi, đồng thời khuyến cáo người dân khi có bệnh nhân bị sốt cao đột ngột nên đưa đến trạm y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành khắp các tỉnh thành trong cả nước, xảy ra quanh năm và thường ghi nhận số mắc tăng cao vào các tháng cuối năm. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, từ đầu năm 2019 đến nay, số mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Trong đó tập trung cao nhất ở phường Châu Phú B 68 ca, phường Châu Phú A 44 ca, phường Núi Sam 48 ca, phường Vĩnh Mỹ 28 ca, phường Vĩnh Quân 23 ca, xã Vĩnh Tế 14 ca và xã Vĩnh Châu 9 ca. Theo đó, ngành y tế thành phố tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo, tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng tại các trường học. Các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng, nước sạch và có vị trí thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Tổ chức thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Thưa quý vị và các bạn, biển báo đèn tín hiệu giao thông nhằm chỉ dẫn người tham gia giao thông thực hiện đúng luật, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường. Tuy nhiên, trên thực tế ở thành phố Châu Đốc vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành theo tổ chức giao thông của cơ quan chức năng. Nguyên nhân một phần xuất phát từ ý thức, ngoài ra còn do biển báo và đèn tín hiệu còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự chấp hành biển báo và đèn tín hiệu giao thông sao cho đúng. Hiện nay, lưu lượng các phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang có xu hướng gia tăng mạnh, khiến sức ép giao thông ngày càng lớn. Ở các trục đường giao thông, việc cấm biển báo, chỉ dẫn giao thông, đèn tín hiệu có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm hạn chế ùn tắc và tránh việc người dân vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, trên địa bàn thành phố việc bố trí biển báo giao thông, đèn tín hiệu còn tồn tại nhiều bất cập. Vẫn biết ở thành phố Châu Đốc, có một số biển báo hiệu giao thông bị che khuất tầm nhìn, hoặc có nhưng nội dung chưa hợp lý, gây khó hiểu và lúng túng cho người tham gia giao thông trong việc tuân thủ và chấp hành. Bên cạnh đó, về phía người dân, việc tuân thủ pháp luật an toàn giao thông chưa nghiêm, phớt lờ biển báo vẫn diễn ra một cách thường xuyên, gây khó khăn cho lực lượng xử phạt và nguy hiểm cho người xung quanh. Theo quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc và quy định công văn số 3323 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc điều chỉnh biển báo và thời gian hoạt động đèn tín hiệu giao thông. Thời gian qua, đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc đã tiến hành điều chỉnh biển báo và thời gian hoạt động đèn tín hiệu giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Tại chốt đèn tín hiệu giao thông Thủ Khoa Nghĩa, Doãn Uẩn đang hoạt động chớp đèn tín hiệu màu vàng sau 22 giờ đêm, điều chỉnh cho hoạt động 24/24 giờ để đảm bảo an toàn giao thông. Tại chốt đèn tín hiệu giao thông Lê Lợi, Trương Nữ Dương trước Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, tháo biển báo phụ xe hai bánh được phép rẽ phải khi có đèn đỏ. Bên cạnh đó, tại đường Mậu Thân đang thực hiện cấm xe ô tô theo giờ, tháo biển phụ cấm xe theo 3 khung giờ. Tại đường Dân Sinh 2 bên cầu Cộng Tiên, mất một biển báo cấm xe đi ngược chiều, gắn khôi phục lại. Đây là hình ảnh tại chốt đèn tín hiệu giao thông đường Lê Lợi, Trương Nữ Dương trước Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Châu Đốc ra quân tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng cán bộ chiến sĩ xử lý các trường hợp vi phạm về rẽ phải khi có đèn đỏ. Trước đây thì có biển tín hiệu phụ cho xe hai bánh được phép rẽ phải khi có đèn đỏ, nhưng hiện nay đã tháo biển báo này
Vì vậy, một số người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường này cũng không khỏi bỡ ngỡ khi bị lực lượng cảnh sát giao thông thổi phạt. Lúc trước ở đây thì nó có một cái biển báo tín hiệu là mình được rẽ phải khi có đèn đỏ. Bây giờ thì nó đã được gỡ xuống, cho nên khi đèn đỏ mình phải ngừng lại, đèn xanh thì mình có tín hiệu thì mình mới được đi tiếp. Em thì không biết là cái biển báo được gỡ xuống nên lúc nãy em có rẽ phải khi mà đèn báo giao thông là đèn đỏ. Hiện nay đã có thông báo về quy định cụ thể theo nghị định số 46 của chính phủ tại điểm C khoảng 4 điều 6, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 300 đến 400 ngàn đồng và sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Người tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Khách quan nhìn nhận, muốn xây dựng một xã hội có văn hóa giao thông, tuân thủ đúng pháp luật, trước hết việc bổ sung và điều chỉnh hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông là hết sức cần thiết. Song bên cạnh công tác nâng cấp hạ tầng, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân cũng cần được nâng cao. Mỗi người tham gia giao thông cần tự ý thức việc chấp hành quy định của hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông. Tuyệt đối khắc phục tâm lý chống đối, chấp hành nửa giờ hoặc chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng. Chỉ có đồng bộ về hạ tầng và nâng cao ý thức như vậy, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông mới được giảm thiểu. Và đây là hình ảnh các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương nằm trên quốc lộ 91 tại ngã ba giao nhau với đường Thủ Khoa Quân. Nơi đây lúc trước có biển báo phụ cho phép xe hai bánh được đi thẳng khi có đèn đỏ, nhưng hiện nay đã tháo biển báo phụ, do đó xe hai bánh không được đi thẳng khi có tín hiệu giao thông đèn đỏ. Đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Khanh, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Châu Đốc nói về việc do đã có thông báo, thông tin rộng rãi trên các báo đài nên khi vi phạm sẽ bị xử phạt. Chấp hành cái việc chỉ đạo của ban an toàn giao thông thành phố và chủ tịch ủy ban nhân thành phố thì chốt đèn đỏ chỗ ngay vị trí Trương Nữ Dương và Lê Lợi là không cho phép rẽ phải, và cơ quan chức năng như là truyền thanh, truyền hình đã tuyên truyền việc chấp hành của nhân dân là nơi đó là không được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Đồng thời lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã được ra tại vị trí, được nhắc nhở là nhiều cuộc cho bà con nhân dân là chấp hành, và đồng thời cũng đã được tuyên truyền trong các cuộc buổi tuyên truyền ở trường học và học dân. Thì sau khi được tuyên truyền là đài truyền thanh và lực lượng làm trực tiếp đã nhắc nhở, thì nay đã được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố là đưa vào việc là xử lý. Nói chung là một số bộ phận người dân chấp hành cũng rất là tốt, còn một số thì họ cũng là ngẫu nhiên là rẽ phải, thì theo các quy định của pháp luật thì đèn đỏ được phép rẽ phải là khi nào là được đặt biển chỉ dẫn được phép rẽ phải thì lúc đó mới được phép rẽ phải, còn không có đặt biển chỉ dẫn đó thì đèn đỏ thì tất cả người điều khiển phương tiện phải chấp hành. Nếu người vi phạm mà vi phạm đèn không chấp hành tín hiệu đèn thì bị xử phạt là từ 300 đến 400 ngàn đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Như vậy, biển báo giao thông và đèn tín hiệu giao thông có vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là công cụ đắc lực giúp đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ đối với người tham gia giao thông. Ngược lại, vấn đề người dân quan tâm hàng đầu khi lưu thông là quan sát biển báo, đèn tín hiệu để đi đúng luật. Để làm được điều này, quan trọng nhất là cơ quan chức năng phải đảm bảo việc cấm biển báo, đèn tín hiệu được thực hiện một cách hiệu quả và hợp lý, phù hợp với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh gây phiền hà bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 75 năm, trước yêu cầu của cách mạng Việt Nam và thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp kỳ 2
bài Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt cho sự nghiệp quốc phòng toàn dân. Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trên thế giới, hòa bình hợp tác phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới, khu vực biến động rất phức tạp, khó dự báo, tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, dân tộc tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tấn công mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống gia tăng diễn ra gay gắt. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt. Tình hình Biển Đông đã và đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Các thế lực thù địch phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy từ diễn biến từ chuyển hóa, phi chính trị hóa, dân sự hóa quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã và đang tác động nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có quốc phòng an ninh. Trước tình hình đó, quân đội nhân dân cần phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo bước phát triển mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành trọng trách thiêng liêng đó, toàn quân cần kế thừa và phát huy truyền thống kinh nghiệm 75 năm qua. Tập trung trước hết xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho quân đội luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén. Lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Theo đó, tập trung xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, bảo đảm cho quân đội luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Đảng bộ quân đội tiếp tục đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CT/TVK của Bộ Chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch, nhất là âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch và biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Cấp ủy tổ chức Đảng trong đảng bộ quân đội chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đề cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị. Trước mắt, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công đại hội 13 của Đảng, quán triệt sâu sắc tư tưởng người trước súng sau trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong quân đội cần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của quân đội, truyền thống lịch sử dân tộc, bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ bản lĩnh chính trị, tâm thế vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh luôn trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa đang đặt ra cho quân đội nhiệm vụ rất nặng nề. Để phát huy truyền thống bách chiến bách thắng, càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân ngày càng hùng mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực tiễn 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội ta cho thấy, đây là vấn đề rất quan trọng, trực tiếp quyết định đến khả năng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, cùng với tăng cường nền tảng chính trị, tinh thần, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng quân đội nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, hiện đại, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Để hoàn thành mục tiêu trên, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, quân đội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt khâu đột phá về điều chỉnh tổ chức biên chế, tăng cường kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam
đến năm 2021, bảo đảm vũ khí trang bị đến năm 2025, tích cực sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng thời đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, rèn luyện kỷ luật, thể chất, xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực. Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 765 NQ trên QUTVK của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, tuyển tập, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến phù hợp với tổ chức biên chế. Sự phát triển của vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng niềm tin vào cách đánh vũ khí, trang bị hiện có. Đặc biệt tập trung tạo sự chuyển biến về chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại, huấn luyện diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng trong các môi trường và tác chiến khu vực phòng thủ, làm cơ sở để nâng cao trình độ khả năng tác chiến của quân đội. Cùng với đó cần chủ động phát huy thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tiếp cận ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, khoa học, công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa quân đội, trước hết là các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tiếp tục truyền thống đánh thắng ngay từ trận đầu, đã ra quân và chiến thắng trong bối cảnh phức tạp hiện nay, toàn quân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, tình huống có thể xảy ra trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh hoạt đúng đắn phù hợp, chủ động giải quyết các vấn đề nhạy cảm, tình huống phức tạp, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, không để đất nước bị động, bất ngờ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, trong đó đẩy mạnh xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, tiềm lực thế trận, khu vực phòng thủ, đặc biệt là thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược trọng điểm. Các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ nề nếp sẵn sàng chiến đấu, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời, biên giới hải đảo, xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống quyết tâm kế hoạch phương án tác chiến, chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với công an nhân dân và các lực lượng khác, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh, không để bất ngờ về chiến lược. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Kế thừa phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ chiến sĩ quân đội cần đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, quyết liệt trong hành động, nhằm giữ gìn phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt cả nước giữa quân đội và nhân dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, nên cán bộ chiến sĩ trong toàn quân cần phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật trong quan hệ nhân dân, gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân chế dân một ý chí. Các đơn vị quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. Kết hợp xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019 là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội. Đây là dịp để toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng với niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng Quân đội Nhân dân
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự làm nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.